Cầm hương không những mang đến mùi hương thơm thanh thoát dễ chịu mà còn đem đến nhiều sức khỏe, may mắn và là quà tặng vô giá, nhiều ý nghĩa dành tặng cho gia đình, người thân và bạn bè. Công ty Trầm Hương Nguyễn có mặt tại Hoa Kỳ trong 10 năm qua, chuyên cung cấp sỉ và lẻ trầm thực 100% từ nhang trầm, bột trầm, nụ trầm cho đến những sản phẩm trang sức thanh lịch và giá trị cho cả nam lẫn nữ. Đặc biệt từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12, chúng tôi có đợt đại hạ giá duy nhất trong năm để tri ân khách hàng, giảm 20% toàn bộ sản phẩm trầm hương trừ kỳ nam và trầm hương chìm nước không giảm. Hãy gọi ngay hôm nay 714-588-9989. Hoàng xin đơn giản kính chào tất cả quý vị khán giả của Vietface TV. Kính thưa quý vị, Khánh Hoàng đang có mặt ở tại thương xá Phước Lộc Thọ, một trong những thương xá lâu đời và rất là nổi tiếng của cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tại miền Nam California. Bởi vì Khánh Hoàng đang ở mặt sâu của thương xá Phước Lộc Thọ, ở ngay tại bãi đậu xe, để mà cùng mời quý vị đến tham quan công ty Trầm Hương Nguyễn. Và để vào tới công ty Trầm Hương Nguyễn, quý vị đậu xe ở phía sau, quý vị đi cổng sâu, quý vị đến cái ngã rẽ phải đầu tiên, quý vị quẹo phải và công ty Trầm Hương Nguyễn tọa lạc tại 146, tức là cái căn số 2 ở ngay thương xá Phước Lộc Thọ. Bây giờ Khánh Hoàng xin mời quý vị hãy cùng vào bên trong để mà tham quan công ty Trầm Hương Nguyễn. Khánh Hoàng xin được ngài kính chào tất cả quý vị khán giả của Vietface TV. Hiện giờ Khánh Hoàng đang có mặt tại thương xá Phước Lộc Thọ, và chúng ta cũng biết là thương xá Phước Lộc Thọ sẽ có hai phần đậu xe, một phần phía trước, một phần phía sau. Khánh Hoàng đang ở phần phía sau bãi đầu xe của thương xá Phước Lộc Thọ để cùng mời quý vị đến thăm viếng một trong những cơ sở thương mại đang có một cái quảng cáo và talk show trên đài Vietface TV, đó là công ty Trầm Hương Nguyễn. Mời quý vị theo chân Khánh Hoàng để tham quan công ty Trầm Hương Nguyễn. Đây, kính thưa quý vị, đây là công ty Trầm Hương Nguyễn, địa chỉ là 146, có nghĩa là quý vị đi từ cái Bắc Kinh đi thẳng vào cái ngõ phải đầu tiên để quý vị rẽ phải, thì đó là công ty Trầm Hương Nguyễn tọa lạc tại 146 trong khu thương xá Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể dễ dàng nhận thấy Trầm Hương Nguyễn Golden Agarwood Jewelry Wholesale and Retail, và quý vị thấy hình ảnh poster của gương mặt đại sứ thương hiệu của công ty Trầm Hương Nguyễn, đó là ca sĩ Đan Nguyên. Và quý vị cũng thấy là cái poster đang có một chương trình đặc biệt để mà tri ân khách hàng trong dịp cuối năm, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12 hàng năm, để mà tri ân khách hàng, đó là sẽ gửi tặng quý vị lại 20% số tiền mà quý vị mua bất cứ món hàng nào ở tại công ty Trầm Hương Nguyễn. Còn bây giờ Khánh Hoàng xin mời quý vị hãy cùng vào bên trong để mà xem những mặt hàng cũng như là nói chuyện với chủ nhân của công ty Trầm Hương Nguyễn. Và điểm đặc biệt là quý vị, khi mà quý vị vào công ty Trầm Hương Nguyễn vào dịp này á, thì quý vị cũng dễ dàng bắt gặp được một cái poster đó, một poster gọi là Đêm Huyền Thoại số 2, một chương trình cao đao. Và chương trình này được tổ chức bởi Đan Nguyên Entertainment cũng như là công ty Trầm Hương Nguyễn kết hợp đồng tổ chức. Chương trình sẽ được diễn ra vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 để đưa tiễn năm cũ và đón chào năm mới, với thành phần ca sĩ rất là hùng hậu, như là có gương mặt đại sứ thương hiệu của công ty Trầm Hương Nguyễn, đó là nam ca sĩ Đan Nguyên, rồi Thế Sơn, Như Quỳnh, Kỳ Duyên, Thanh Tuyền. Rất nhiều những ca sĩ như là Vân Sơn, như là Diễm Sương, Thanh Thảo, Mai Thiên Vân, Gerard William, Bích Tuyền, rất là nhiều những ca sĩ sẽ góp mặt đêm đó. Khi mà quý vị đến đây thì quý vị sẽ gặp tấm poster này. Quý vị muốn tham dự chương trình thì quý vị cũng có thể liên lạc và gặp gỡ cô Hương Nguyễn để mà cô có thể gửi vé đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng ta hãy vào bên trong để mà gặp cô Hương Nguyễn quý vị nhé.
Và sau đây Khánh Hoàng xin giới thiệu tới quý vị cô Hương Nguyễn mà chúng ta gặp gỡ rất thường xuyên trên đài Việt Face TV vào mỗi thứ tư hàng tuần để mà giới thiệu tới quý vị những món hàng của công ty Trầm Hương Nguyễn. Chào em. Chào anh MC Khánh Hoàng và Hương Nguyễn, xin chào tất cả anh chị em cô chú thân thương bên công ty Trầm Hương Nguyễn và tất cả những khán giả của đài Việt Face TV. Rất là vui khi hôm nay anh Khánh Hoàng đến đây đến công ty Trầm Hương Nguyễn để nói thêm về cái ngày tri ân khách hàng vào dịp cuối năm. Vì là công ty Trầm Hương Nguyễn là luôn luôn không bao giờ giảm giá, một năm chỉ có tri ân khách hàng một tháng duy nhất cho 20% cho tất cả sản phẩm từ nụ trầm, nhang trầm, bột trầm và những cái sản phẩm trầm hương do con người trồng cấy và những cái sản phẩm trầm núi rừng mọc tự nhiên, từ hàng thấp cho tới hàng trung cho tới hàng cao cấp, vẫn là được tri ân khách hàng 20% cho tất cả sản phẩm. Và bây giờ thì Khánh Hoàng xin mời quý vị hãy cùng đi tham quan một vòng để quý vị có thể tận mắt chứng kiến những mặt hàng trầm hương giá trị và đẹp như thế nào. Khi mà chúng ta thấy ở trên studio của Việt Face TV thì là những bức hình thôi hay là những cái clip ngắn thôi. Còn bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị xem từng món hàng thật đặc biệt, thật độc đáo và thật giá trị như thế nào để cho chúng ta biết được giá trị của trầm mà công ty Trầm Hương Nguyễn gửi đến cho quý vị. Và cái điều đặc biệt nữa là công ty Trầm Hương Nguyễn là luôn luôn bán những cái sản phẩm trầm thật 100%, không có tạp chất và hóa chất, cũng giống như là những cái sản phẩm mà rất là đặc biệt từ mẹ thiên nhiên ban tặng và những cái sản phẩm trầm hương do con người mình cấy men vi sinh để tạo trầm. Thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn có hai dòng sản phẩm đó. Và Hương Nguyễn xin mời tất cả anh chị em cô chú nào ở miền Nam Cali, gần ở Mall Phước Lộc Thọ, thì đừng ngần ngại, mình cứ đến ngay tại Mall Phước Lộc Thọ công ty Trầm Hương Nguyễn để mình trải nghiệm những cái sản phẩm trầm hương thật như thế nào và những cái sản phẩm trầm hương giả ở ngoài thị trường, hàng sánh chìm, sánh ghép, hàng nấu dầu, hàng phủ keo, hàng công nghệ, mỗi thứ là Hương Nguyễn đều có ở đây và cho quý vị so sánh giữa cái hàng giả và cái hàng thật nó như thế nào để mình trải nghiệm. Còn khi nào mà mình sở hữu cái vòng trầm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì đủ duyên thì mình sở hữu thôi, nhưng mà mình cứ nghe nói về trầm nó đem lợi ích sức khỏe và may mắn rất là nhiều, thì mình cứ đến đây để mình trải nghiệm đâu là sản phẩm trầm hương thật và đâu là sản phẩm trầm hương giả trôi nổi ở thị trường bên ngoài rất là nhiều. Khi mà Khánh Hoàng vào thì bắt gặp một cái bàn đầu tiên, bàn này Khánh Hoàng thấy có rất nhiều trầm mà mình có bọc vàng. Những gì vậy, cái khung này là như thế nào vậy Hương Nguyễn ha? Thường thì mình đi vô đầu tiên là cái tủ đầu tiên là những cái loại trầm VIP, là những cái hàng VIP, giống như là những cái hàng quý hiếm, những cái loại trầm mà nó nằm ở cái lõi bên trong á, thì cái độ dầu nó rất là nhiều, cái độ mùi nó rất là mạnh và cái màu nó đẹp. Thì công ty Trầm Hương Nguyễn thì có những cái mẫu mà bọc vàng như thế này, mình bọc vàng như thế này thì tiện xới dọc để mình bọc vàng cho nam và nữ. Và cái nữa là mình cũng có thể đặt tên, giống như mình khắc tên tài lộc nè, không thôi là giống như cái này đó, mình khắc chữ tài lộc hoặc là mình khắc chữ Đan Nguyên, khắc chữ Khánh Hoàng, giống như là cô Thanh Tiền cũng có là mình khắc cái muốn chữ khắc tên. Chữ nào thì mình order rồi với lại công ty Trầm Hương Nguyễn, phải không? Dạ. Và đặc biệt là tất cả những cái hàng VIP này cũng đều được tri ân khách hàng 20%. Và Hương Nguyễn rất là cảm ơn tất cả anh chị em cô chú đã ủng hộ cho công ty Trầm Hương Nguyễn 9 năm vừa qua. Những cái bọc vàng như thế này á, thì công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ trừ những cái vàng ra và chỉ giảm 20% trên cái tiền trầm thôi. Vì là có nhiều cái sản phẩm á, là nó tiền vàng nó lên tới gần 2.000 đô. Cho nên là mình không có giảm 20% trên tiền vàng được, nhưng mà mình giảm 20% trên cái tổng cái tiền trầm. Dạ, còn những cái mẫu mà cái này đẹp quá quý vị. Những cái mẫu mà trầm không như thế này nè thì mình mới giảm trực tiếp 20% trên cái mẫu đó. Wow, trong tay Khánh Hoàng cầm một cái mẫu vòng trầm mà được trạm khắc rất là tinh vi và những cái lõi trầm được sắp xếp rất là đẹp. Rất là đẹp, Khánh Hoàng thấy rất là bắt. Và có hình con rồng, đúng không? Con rồng đang ngậm trái châu màu đỏ, rất là đẹp, rất là giá trị. Ngoài những cái vòng khúc này ra thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn cũng có những cái sợi dây chuyền rất là đặc biệt dành cho những chị em nào mà cái này là những cái mẫu dây chuyền này mình có thể mặc áo dài, áo đầm hay là áo sơ mi hay là những cái áo giống như Hương Nguyễn đây đeo cũng rất là đẹp. Chứ không nhất thiết là những cái vòng mình bọc vàng không, nhưng mà mỗi một cái dây chuyền thì công ty Trầm Hương Nguyễn đều có một cái design khác nhau. Dạ, có nghĩa là mình hạn chế để mà đụng mẫu với nhau. Đặt hàng trong cái tháng 20 tháng 11 đến 20 tháng 12 này, mình đặt hàng mình vẫn được trên khách hàng 20% cho những cái mẫu mà mình thích, ví dụ như là đặt theo cái ý design của mình. Dạ, là công ty Trầm Hương Nguyễn vẫn làm được cho quý vị. Và quý vị cũng dễ dàng nhận thấy là trong cái tủ này chúng ta có rất là nhiều kiểu quý vị. Kiểu nào cũng rất là thích hợp cho mọi lứa tuổi, mọi thành phần, mọi kiểu cách khác nhau. Quý vị có thể tha hồ lựa chọn tất cả các loại kiểu trong đây. Và đặc biệt tri ân khách hàng 20% từ ngày 20 tháng 11 đến 20 tháng 12.
Còn bây giờ thì là cái tủ thứ hai trong cái store của công ty Trầm Hương Nguyễn. Khánh Hoàng thấy những cái hạt tầm đây nó rất nhỏ ha, rất li ti. Như vậy đây là mặt hàng gì vậy Hương Nguyễn? Dạ, ở đây là những cái chầm này là chầm, vẫn là chầm núi rừng mọc tự nhiên. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có design những cái chuỗi 108 hạt, hạt 6 ly, hạt 7 ly, hạt 8 ly, hoặc là những cái chuỗi 216 hạt và những cái sợi dây chuyền. Và đây chẳng hạn như đây là những cái chuỗi hạt. Đúng là bao nhiêu hòa hạt tất cả? 108 hạt. À, giống như là cái ý nghĩa của cái chuỗi này là nó mang đi 108 cái sự muộn phiền của con người. Và nó có mix với lại những cái chạm đá màu xanh này là hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa. Còn mà trầm hương mà mình không mix gì hết, mình chỉ mix vàng thôi. Hoặc là mình chỉ là một cái chuỗi trầm hương không thôi thì mệnh nào đeo cũng được. Đó, giống như đây thì bên công ty Trầm Nguyễn có design những cái mẫu dây chuyền. Cái này là những cái mẫu dây chuyền đeo sát cổ rất là đẹp. Đó, mình đeo sát cổ thì trong đây được mix với lại hoa sen vàng 24K và bi cũng vàng 24K luôn. Dạ là vàng thật 100% nha cả nhà mình. Vâng, Khánh Hoàng thấy cái vòng dây chuyền này hay lắm quý vị. Là từng hạt nó từ lớn tới nhỏ dừng đến đây thì nó kết lại với nhau. Dạ, còn giống như anh Khánh Hoàng nói, đây là chuỗi tràng hạt 50 hạt dành cho người bên đạo nè. Là công giáo. Dạ, là có giá, có chuối su nè, đó là cái này là để mình tràng hạt. Và nam nữ gì cũng đeo được hết, mà tràng hạt không phải là bên công ty Trọng Hương Nguyễn không phải là làm tràng hạt 50 hạt không, mà có những cái tràng hạt cổ tay nữa, cổ tay 10 hạt cũng có nữa. Loại trầm núi rừng mọc tự nhiên thì mỗi cái thân cây gió bầu nó sẽ tạo trầm khác nhau hết cả nhà, nó không có cây nào giống cây nào hết. Vì là cái thân cây gió nó phải tổn thương bắt đầu nó mới tạo trầm. Thì đây cũng có những cái tràng hạt mà nhỏ nè, hạt 6 ly nè để dành mình đeo cổ, và nam nữ gì đeo cổ cũng được. Thì ngoài những cái chuỗi 108 và những cái tràng hạt măng côi này ra thì công ty Trọng Nguyễn cũng có những cái mặt thánh giá, mặt dây chuyền thánh giá này, rồi mặt mẹ Quan Âm, rồi mặt Di Lặc, rồi những cái mặt mà những cái phôi trầm mà phôi trầm tự nhiên ra, những cái phôi trầm tự rồng, nhiên. Dạ đúng rồi. Và có những cái dòng sản phẩm là 12 con giáp nữa, giống như là thân tí thìn là tam hạp, có nghĩa là nếu mà mình đeo trầm thì nó đã hết cho cái sức khỏe và cái may mắn rồi, nhưng mà mình chọn cái trầm nó mà nó hợp với lại cái mệnh của mình cái nữa, mạng, cái, mình, dạ, cái, tuổi đúng rồi, của cái tuổi của mình nữa thì nó thêm cái may phần may mắn cho gia chủ. Dạ. Và đây là những cái chuỗi 108 và đồng thời cũng có những cái vòng đôi. À, những cái vòng đôi rất là dễ thương. Đây là những cái vòng đôi như thế này. Dạ, là những... mình xếp đôi hai vòng, lại thành dạ, một. Dạ đúng rồi, hai vòng okay. Như thế này. Oh. Đó, hai vòng như thế này dành cho nữ. Đó, mình đeo hai vòng và được mix với lại này cũng rất là vừa phải, một cái dây này rất là vừa phải. Dạ. Dạ. Đó. Mà nhớ nha quý vị, 20%. Đúng rồi. Từ ngày 20 tháng 11 đến 20 tháng 12, only một lần trong năm thôi. Dạ, nên quý vị hãy đến ngay với công ty Trầm Hương Nguyễn, ngay Thường Xá, Phú Lộc Thọ, địa chỉ là 146. Quý vị đi từ cổng sau, quẹo phải, cái cổng đầu tiên, đây là qua vài căn thì quý vị sẽ thấy công ty Trầm Hương Nguyễn ngay tức khắc quý vị nhé. Dạ, và đây là những cái mẫu design dây chuyền. Dạ, những cái mẫu dây chuyền này thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn nếu nói về mẫu mã trầm á, thì có hơn 400 mẫu. Dạ, cho nên là quý vị cứ đến ngay Mall Phú Lộc Thọ công ty Trầm Hương Nguyễn để mình trải nghiệm trầm và mình chọn lựa những cái mẫu nào phù hợp nhất cho mình. Đây là những cái mẫu dây chuyền để mình mặc áo đầm, áo dài hay là áo sơ mi, áo thun gì mình đeo nó cũng phù hợp hết. Rồi, còn đây là cái tủ thứ ba trong công ty Trầm Hương Nguyễn. Chính Hoàng thấy là những cái tủ này thì cũng có nhiều loại trầm mà cái màu nó không đậm sầm màu bằng những hàng VIP, cái tủ đúng. Khác đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây là những cái sản phẩm vẫn là trầm núi rừng mọc tự nhiên, mà cũng giống như là Hương Nguyễn nói là mỗi thân cây gió bầu nó sẽ tạo trầm khác nhau. Và những cái vùng đất nó, cái thổ nhưỡng nó khác nhau, giống như là Đức Cơ, Lâm Đồng, Lâm Hà, Quảng Ngãi, Ba Tơ, Quảng Bình, Khánh Hòa, Nha Trang, thì mỗi một cái vùng đất á nó sẽ tạo trầm, cái thổ nhưỡng nó sẽ tạo trầm tốt hay không là do cái thổ nhưỡng ở cái vùng đất đó. Và cái nữa là trầm Việt Nam là số 1 và trầm Việt Nam là mắc nhất luôn. Dạ, toàn bộ là bên công ty Trầm Hương Nguyễn là chuyên sản xuất trầm hương mà núi rừng mọc tự nhiên là trầm Việt Nam hoặc là trầm hương do con người trồng cấy. Thì đây là có những cái vòng này nè, những cái vòng này là giống như là có những cái hạt nhỏ và những có cái hạt lớn xen kẽ với nhau, và giá nó từ 550 đô, từ 400 mấy chục đô. Và vẫn là trầm núi rừng mọc tự nhiên, và mít những cái viên đá này là nó phù hợp với từng cái bổn mệnh của mình, giống như là ngũ hành tương sinh vậy đó. Và cái đây là những cái vòng tròn, và cũng có những cái vòng dành cho nam. Đây là những cái vòng cho nam thì cũng có tỳ hưu như thế này, là để cho giống như là nam nữ, nếu mà cổ tay nữ người ta vẫn thích đeo tỳ hưu và người ta vẫn thích đeo cái hạt bự như thế này. Đó, thì cái này mình dành cho nam và nữ luôn, thì giá nó tầm 2.000 mấy, 3.000 mấy, nó tùy theo loại trầm.
và cũng cái size hạt đó nhưng mà giá nó tầm 500-600 đô cũng có. Và còn cũng cùng một cái size hạt đó mà giá nó 5-6 ngàn đô cũng có, là nó tùy theo cái loại trầm, tùy theo phôi trầm. Khánh Hoàng thấy có những cái vòng trầm hương này mà cái hộp nó rất là to. Bự to. Đây nè. Đây, những cái hộp to này là dành cho những người nào mà bự bự con anh, người ta thích đeo hạt bự. Và cái đó là hạt 16 ly. Thơm lắm quý vị. Dạ. Wow. Và đây là những cái măng côi nữa nè. Măng côi em design kiểu, công ty em design kiểu như thế này nè. Và bên đảo đó, người ta đeo cũng fashion, rồi cũng đeo kiểu cho nó đẹp, dành cho mấy người bự bự con, người ta thích đeo. Và đây là bọc vàng 18K và đây cũng là trầm núi rừng mọc tự nhiên. Và giá nó cũng từ từ là 500-mấy chục đô cho tới mấy ngàn đô, là nó tùy theo cái sản phẩm và nó tùy theo cái phân khúc của trầm. Giống như cái hạt 16 ly này cũng vậy, công ty trầm Hương Nguyễn là những cái trầm núi rừng mọc tự nhiên, có những mẫu dưới giá 1.000 đô, 600-700 đô, nhưng mà cũng có nhiều mẫu hàng VIP thì nó lên tới hơn 10.000 đô cũng có. Dạ. Đó, và bây giờ thì mình qua những cái mẫu trầm hương do con người trồng cấy, dễ mua, dễ xài hơn nha cả nhà mình. Ok. Rồi, còn cái tụi thứ tư, Khánh Hoàng thấy tụi này cũng khá dài ha. Có rất nhiều loại, Khánh Hoàng thấy có đá nè, rồi có những loại cũng giống bên kia đúng không, nhưng mà nó màu nó cũng nhạt hơn. Dạ. Và giá rẻ hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là cái trầm hương do con người mình trồng cây gió bầu, xong rồi tự khoan lỗ để cấy men vi sinh để tạo trầm. Thì nó vẫn là trầm thật 100%, nhưng có cái là cái độ màu và cái độ mùi của nó sẽ không bằng những cái trầm núi rừng mọc tự nhiên. Và đồng thời thì nó vẫn là hàng zin 100%, không có phủ keo, không có nhuộm màu gì hết, nhưng mà giá thành nó sẽ thấp hơn. Trước khi Hương Nguyễn giới thiệu thì Khánh Hoàng thấy là mấy mặt hàng cũng tự tựa nhau, như vậy là mình làm sao phân biệt là trầm do con người trồng cấy và trầm tự nhiên? Dạ, cái phân biệt mà trầm hương do con người trồng cấy và trầm núi rừng mọc tự nhiên á cả nhà mình, là thứ nhất là khi cái trầm hương do con người trồng cấy, khi mình ra nguyên một cái lô hàng đó là nó hàng loạt, nó có thể là được một cái phôi trầm đó mình có thể làm được là mấy chục chiếc. Nhưng riêng cái trầm núi rừng mọc tự nhiên thì cái lỗi nó rất là nhỏ. Thì một có nhiều cái phôi trầm là mình chỉ làm đủ một cái mặt dây chuyền thôi, chứ không làm đủ được một cái vòng luôn. Và cái thứ hai nữa là cái trầm do con người trồng cấy, cái độ màu và độ mùi nó sẽ không bằng những cái hàng tự nhiên, và những cái xới dầu nó sẽ không nhiều. Và khi mà anh để hai cái cạnh nhau thì giữa cái hàng trồng với lại cái hàng tự nhiên nó sẽ khác biệt nhau rất nhiều. Okay. Nhưng mà khi mình nhìn cái design mẫu thì gì cũng là 108 nè, rồi cũng là vòng măng côi nè. Đó, cái vòng măng giống như cái vòng măng côi này giá là 200 đô, rồi hàng của nữ thì 170, 150, 140. Là nó tùy theo cái lô hàng do con người trồng cấy, mà nó cấy men tốt hay không, nó tạo trầm tốt hay không, thì cái giá thành nó nằm ở đó. Nhưng mà cái giá thành nó sẽ dễ mua. Dạ, nhưng mà cái hàng trồng thì mùi đương nhiên nó sẽ không bằng những cái hàng tự nhiên. Dạ. Như vậy cái điểm mà quan trọng nhất quý vị muốn biết phân biệt trầm thực, trầm giả, trầm tự nhiên hoặc là trầm do có người trồng cấy, thì chỉ có cách lại thẳng với công ty trầm Hương Nguyễn, định vị bằng cái mùi của nó. Và chắc chắn là trong thời gian sau này, khi mà quý vị sử dụng lâu, quý vị đeo lâu, thì những cái trầm hương núi rừng mọc tự nhiên thì sẽ lên màu đẹp hơn. Dạ đúng rồi. Có nhiều người khách hàng của em là người ta không có phải chuyên gia về trầm, nhưng mà người ta chơi, người ta sưu tầm riết, người ta nhìn, người ta cũng biết cái nào là hàng trồng, cái nào là hàng tự nhiên. Dạ, giống như đây là cái trầm hương do con người trồng cấy này cả nhà mình, cũng 6 ly, có mít với là hoa sen bằng trầm. Giá từ 200-mấy chục đô cho tới 300-mấy chục đô. Và thậm chí một vòng thì giá từ 150 đô cho tới 170 đô là trầm hương do con người trồng cấy. Và mình có thể mua trong cái thời điểm này là được 20% trên tổng giá trị cái sản phẩm trầm này nữa. Thì giá rất là dễ mua. Ví dụ như là 150 thì còn 120, giá 30% là còn 120. Các Hoàng thấy là những người mới bắt đầu muốn thử về trầm, hay là muốn biết về trầm, hay là muốn thử nghiệm cái sự may mắn nó như thế nào, thì quý vị có thể thử những loài hàng trồng. Bởi vì Khánh Hoàng thấy giá cả rất là nhẹ nhàng, mà còn đang trong thời điểm giá ưu đãi để mà tri ân khách hàng nữa. Cho nên chúng ta muốn thử, mua cái vòng trầm chỉ cần 100-200 đồng thôi, chúng ta thử. Nhưng mà trong tương lai sắp tới quý vị thấy yêu thích quá, mê quá, ghiền quá, thì có những người nâng cấp lên thành những hàng VIP, những hàng cao cấp hơn, để mà thưởng thức đúng cái chất vị của trầm như thế nào. Dạ, và cũng có nhiều khách hàng của công ty trầm Hương Nguyễn đã đến đây và mới đầu thì tính trong đầu là mua cái hàng trồng 100-mấy thôi. Thường thì Hương Nguyễn sẽ lấy ra những cái mẫu hàng do con người trồng cấy và những cái trầm núi rừng mọc tự nhiên cùng size hạt như người ta muốn, nhưng mà Hương Nguyễn sẽ phân tích ở đây là cái
cũng là 10 ly mà với cái giá 100 mấy, cũng là 10 ly nhưng mà Tràm Núi Rừng Mộc Tự Nhiên thì giá nó là 400 mấy, 500 mấy. Cũng là hạt 10 ly nhưng mà cái giữa cái hàng chung với hàng VIP thì giá nó lên tới 1.000 mấy, 2.000 mấy, 3.000 mấy. Dạ, và sau đó thì người ta lại chọn cái mắc tiền hơn. Tại vì khi người ta cầm cái ở bên ngoài và người ta ngửi từng cái thì người ta sẽ có cái sự so sánh nó rõ rệt. Còn nếu mình nhìn trên hình không thì mình sẽ cũng, nếu mình mới biết chơi thì nó cũng sẽ khó là phân biệt. Nhưng mà bên công ty Trầm Hương Nguyễn luôn luôn guarantee là hàng zin 100%, không có bất cứ tạp chất hay là hóa chất nào hết. Mỗi một cái sản phẩm bên Trầm Hương Nguyễn bán ra, hàng Trầm Núi Rừng Mộc Tự Nhiên đều phải có cái giấy như thế này. Có nghĩa là phải là hàng zin 100%, không có tạp chất và hóa chất. Và ở dưới đây là có size hạt, cái gam dầu là bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, và mít với vàng 18, vàng 24 đều có ghi ra đây rõ ràng, thông tin rõ ràng cho cái sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Dạ, cho nên là khi mà mình có rất nhiều người đang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn, cho nên cả nhà mình khi mua đó là thứ nhất là phải có giấy như thế này, và thứ hai là mỗi một cái vòng nó đều có cái mã số number của nó. Và cái ba nữa là gọi trực tiếp cho công ty Trầm Hương Nguyễn để khỏi phải bị nhầm lẫn, bị giả mạo. Vì là có rất nhiều người lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên là đại sứ độc quyền cho công ty Trầm Hương Nguyễn, và lấy hình của Hương Nguyễn và tạo những cái trang Facebook giống y chang của công ty Trầm Hương Nguyễn với mục đích là lừa đảo khách hàng rất là nhiều. Cho nên cả nhà mình cẩn thận khi mua là chỉ gọi một số phone cho Hương Nguyễn duy nhất thôi, ở Mỹ thôi. Còn nếu mà quý vị ở tại miền Nam California, một lần nữa quý vị đến 146 trong khu Tân Xá với Lộc Thọ, thì quý vị sẽ có thể dễ dàng tới với công ty Trầm Hương Nguyễn, mở cửa hầu như mỗi ngày, chỉ trừ ngày thứ hai đóng cửa thôi. Quý vị có thể đến chiêm ngưỡng tất cả những loại trầm có trong công ty Trầm Hương Nguyễn, và quý vị có thể dễ dàng lựa chọn cho mình. Bởi vì khi mà quý vị yêu mến loại trầm nào đó thì quý vị có khả năng thì quý vị sẵn sàng không tiếc tiền để mà mua loại trầm tốt nhất, xịn nhất, thơm nhất để mà sở hữu cho riêng mình. Cho nên quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho Hương Nguyễn qua số điện thoại là 714-588-9989. Khánh Hoa xin được kính chào tất cả quý vị khán giả của Vietface TV. Và bây giờ chúng tôi xin một lần nữa trở lại với công ty Trầm Hương Nguyễn nhân dịp tri ân khách hàng vào ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12, 20% tất cả các mặt hàng ở tại công ty Trầm Hương Nguyễn. Và bây giờ là chương trình tri ân khách hàng lần này, và một lần nữa gặp gỡ cô Hương Nguyễn ở tại công ty Trầm Hương Nguyễn. Và bây giờ chúng tôi đang ở một cái tủ mà các bạn thấy có rất nhiều những mặt hàng đẹp và giá trị, cũng như là những mặt hàng rất là phổ biến thông dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày, như là nhang trầm, bột trầm. Và bây giờ xin mời Hương Nguyễn hãy giới thiệu cho quý vị khán giả sơ qua những mặt hàng này. Dạ, Hương Nguyễn xin chào tất cả những anh chị em cô chú khách hàng thân thương của công ty Trầm Hương Nguyễn, và cũng như chào anh Khánh Hoàng, và chào tất cả những anh chị em khán giả của đài Vietface TV. Và nhân dịp cuối năm thì công ty Trầm Hương Nguyễn năm nào cũng đều có chi ân khách hàng 20% cho tất cả mẫu sản phẩm, thì hôm nay thì Hương Nguyễn và anh Khánh Hoàng sẽ giới thiệu những cái mẫu sản phẩm có trong ngày hôm nay, và những cái mẫu sản phẩm là để khách hàng sử dụng hàng ngày, cũng giống như là bột trầm hương nè, trong đây là có những cái bột trầm hương và những cái trầm miếng đốt. Dạ, những cái vỏ trầm miếng đốt này thì mình không có tiện hạt được vì là rất là mỏng, là những cái vỏ trầm bên ngoài thì chỉ để dành để xông đốt và xay ra để làm nhang thôi. Dạ, và anh Khánh Hoàng hửi không có mùi đâu, đốt lên mới có mùi. Đúng rồi, Khánh Hoàng thấy đặc điểm đặc biệt như vậy ha. Dạ, không hề có mùi. Dạ. Nhưng mà khi mà chúng ta có những cái miếng đốt bằng miếng thiết đó quý vị, hay làm than đó, than đó chúng ta bỏ lên thì sẽ thơm mùi nguyên cả phòng luôn. Dạ đúng rồi, và xông trầm này thì nó rất là tốt cho những cái dịp đầu năm mới, giống như là mọi việc cho gia chủ nó sẽ hanh thông hơn, xua đuổi đi những cái gì không may của năm cũ và rước những cái điều tài lộc cho năm mới. Thì mình thử xông những cái trầm miếng đốt này, hoặc là nhang trầm, hoặc là bột trầm, hoặc là nụ trầm ở công ty Trầm Hương Nguyễn. Và bây giờ Khánh Hoàng sẽ cho quý vị coi tận mắt những cây nhang trầm. Đây, quý vị thấy một cây rất là mỏng mà hoàn toàn không có tim bên trong nha quý vị. Cho nên chúng ta đốt cái nào là cháy hết phần đó luôn. Và một cái lõi trầm như vậy là có tất cả là mấy? 20g, khoảng 100 thanh nhang hơn trong đó. 100 thanh nhang, xài hơn 3 tháng. Dạ, xài hơn 3 tháng trong cái lõi trầm này. Dạ. Và nhang không tim này thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn là có tới 4 loại. Dạ, có là tôi 4 loại giá khác nhau, như là 59, 85, 110, loại VAV loại mắc nhất là 135. Mà mỗi một ống như vậy là mình sử dụng trên 3 tháng và mình có thể sử dụng hàng ngày. Vì là nhang trầm bên công ty Trầm Hương Nguyễn cũng giống như là bột trầm và nụ trầm đều organic 100%, không có tạp chất và hóa chất. Và khi mình xông ở nhà, ở tiệm hay là ở văn phòng thì nó sẽ khử những cái mùi ẩm mốc, nó thanh lọc không khí, nó khử những cái mùi ẩm mốc và nó giúp cho những người nào mà bị mất ngủ nhiều á thì sẽ có một cái giấc ngủ tốt hơn, và mọi việc cho gia chủ nó sẽ hanh thông hơn cho những cái dịp mùa lễ Tết cuối năm như thế này. Và thường á, chúng ta thắp nhang đó quý vị thì chúng ta cần phải có lư hương đúng không? Còn đối với nhang trầm á thì bởi vì không có thêm
không có cái cây bên trong, cho nên chúng ta nên có một cái này đó. Dạ, chúng ta bỏ vô cái này là mình không bị cháy đúng không? Dạ đúng rồi, cái này là cái miếng chống cháy để mình bỏ cái nhang vào đây để mình xong mình đậy lại, mình để cách xa mình 3-4 bước chân để cho cái ngọn trầm nó lên, trầm nó lên len theo những cái kẽ hở đó mình, quý vị lên tỏa mùi rất là thơm. Cái hồ lô này nhỏ nhỏ cái hồ lô này là tặng kèm theo ống nhang đó, tặng kèm luôn nha quý vị, tặng kèm ống nhang là chúng ta cắm thẳng ở đây luôn là cháy, nó cháy trọn vẹn nguyên cái nhang luôn. Còn chúng ta cắm trong lư hương thì còn dư hút nó, còn cắm đây là sẽ cháy toàn vẹn luôn, chúng ta sẽ tận dụng hết những cái nhang trầm đó. Dạ, và trên những cái tủ này thì Hương Nguyễn muốn giới thiệu đến quý vị là có nhiều những cái mẫu rất là đặc biệt. Chẳng hạn như là cái sợi dây chuyền này, là cái mặt dây chuyền này giống như Hương Nguyễn nói là mỗi một cái thân cây gió bầu nó sẽ tổn thương khác nhau và nó tạo trầm khác nhau, giống như là những cái trầm núi rừng mọc tự nhiên. Thì nó sẽ có những cái phôi trầm mình không thể nào mình làm hoàn thành được nguyên cái vòng vì cái phôi trầm nó rất là nhỏ. Và có nhiều cái đặc biệt là nó sẽ không có bị đụng hàng, có nghĩa là có 102. Thì cái dây chuyền này là anh Khánh Hoàng nhìn thấy đây là cái phôi trầm này là nó làm sao là bên công ty trầm Nguyễn bọc vàng y chang vậy, có nghĩa là mình chỉ đánh nhám mịn thôi, đánh nhám mịn rồi mình bọc vàng lên thôi chứ không có không có tạo hình, cho nên là cái này là không có cái thứ hai giống y chang vậy được. Và chúng ta thấy cái hình dạng nó cũng giống như cái nanh con heo, nanh con cọp chứ không, rất là đẹp và rất là lạ, rất lạ, và chắc chắn cũng cái mùi vị cũng sẽ rất là thơm đúng không? Dạ, cái này là loại trầm VIP. Wow, hàng VIP là hàng cao cấp. Wow, rất là thơm quý vị. Cái mùi rất là dịu mà rất là bắt, và cái hình thái cũng rất là đẹp và được bọc hình một con rồng quấn theo cái lõi trầm này. Dạ, đó, cái này là loại trầm này là loại VIP, và cái dây chuyền của nữ bên đây cũng vậy luôn. Và đồng thời đó thì bên công ty Trầm Nguyễn có rất nhiều mẫu mã sản phẩm khác nhau, giống như là vòng đeo tay, vòng mắt khúc, bọc vàng, rồi những cái vòng khúc có tỳ hưu, rồi những cái hạt tròn, rồi chuỗi 108, chuỗi 216 hạt, và những cái sợi dây chuyền khúc dài và ngắn, và những cái mặt dây chuyền mẹ Quan Âm, những cái mặt dây chuyền thánh giá, rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Có thể đến tại công ty Trầm Nguyễn để mà mình trải nghiệm, mình biết đâu là trầm hương do con người trồng cấy, đâu là trầm núi rừng mọc tự nhiên, và đâu là những cái hàng trầm trôi nổi ở thị trường bên ngoài, những cái hàng không có giá trị. Cho nên là mình cứ đến ngay tại công ty Trầm Hương Nguyễn là mình không sợ trầm giả nha. Hương Nguyễn sẽ phân tích rõ ràng và cho quý vị trải nghiệm đâu là những cái sản phẩm giá trị thật, và mình không có phải nhất thiết phải mua. Khi nào đủ duyên thì mình sở hữu trầm của bên công ty Trầm Hương Nguyễn thôi, chứ mình cứ đến đây để mình trải nghiệm. Vì là mình nghe rất nhiều người nói về trầm mà người này bán giá này, người kia bán giá kia, mình không có am hiểu về nhiều, thì cứ đến ngay tại công ty Trầm Hương Nguyễn nằm bên trong thương xá Phước Lộc Thọ. Từ cửa sau mình đi vào, vừa bước vào là cái ngã quẹo đầu tiên bên tay phải, cách hai căn là tới Trầm Hương Nguyễn ngay nha cả nhà mình nha. Rồi, còn bây giờ các bạn thấy là một cái dây chuyền trầm mà được có một cái mặt rất là đẹp. Đúng có không? Cái mặt đá. Như vậy cái mặt hàng này là mặt hàng gì vậy? Dạ, cái này là cũng là loại cao cấp luôn, hàng VIP. Cũng hàng cao cấp VIP luôn. Dạ, nhưng mà những cái trầm mà núi rừng mọc tự nhiên như thế này, giống như anh Khánh Hoàng ngửi thử nó sẽ không có nghe mùi. Là vì khi mình bảo quản trầm á, trầm hương là nó thơm từ trong cái xới, chứ không phải nó thơm từ bên ngoài, nó thơm từ trong cái xới trầm. Cho nên khi mình đeo, nó ma sát vào cổ tay nhiều, bắt đầu nó mới tạo mùi. Và cái hai nữa là khi mà mình không đeo, mình phải bỏ vô cái hũ để bảo quản. Còn như treo, như Nguyễn đang treo nè, là mùi nó sẽ bị mất. Nhưng mà trầm thiệt 100% là nó không bao giờ nó mất mùi luôn. Cái này anh chỉ cần bỏ vô hũ lại trong vòng 3 tuần là nó tạo mùi trở lại, hoặc là 3 đeo. Mình đeo nó cà sát vô cái da của mình, ma sát vào da, vào hoặc là chúng ta tiết ra mồ hôi á, thì mồ hôi nó cũng sẽ kích thích cái trầm, nó tiết ra chất dầu. Đúng rồi. Đúng rồi. Chỉ có mồ hôi mà tự nhiên của con người thôi. Dạ, mồ hôi tự nhiên của con người thì nó sẽ toát lên cái mùi trầm nhiều hơn. Và nhất là trầm hương mà tỏa mùi nhiều nhất là vào mùa hè, có nghĩa là nó có độ nóng. Nó còn độ nóng thì nó tạo mùi nhiều hơn mùa đông. Thì thường là có đổi mùa hoặc là có mồ hôi thì nó mới kích thích, nó tiết ra chất dầu. Dạ đúng rồi. Rất là giá trị. Như quý vị cũng đồng ý với Khánh Hoàng là trầm hương là một loại gỗ rất là quý, rất là hiếm và rất là thơm. Nhưng mà qua những cái bàn tay điêu khắc của các nghệ nhân của công ty Trầm Hương Nguyễn thì những món trầm đó thêm phần giá trị và thêm phần đẹp, mãn nhãn. Và bây giờ Khánh Hoàng xin một lần nữa giới thiệu tới quý vị những cái mặt hàng trầm rất đẹp và rất là giá trị được trưng bày ở tủ tiếp theo. Đây là cái loại trầm này cũng là cái hàng tầm hàng VIP đó anh, hàng loại VIP. Vì là có nhiều cái loại trầm á, là giống như cái độ dầu của nó là ngã về màu đỏ cũng có, ngã về màu vàng đậm cũng có. Giống như là những cái hàng tóc hương vàng thì nó lại ngã về cái màu vàng. Chứ có nhiều người nói là ô cái độ dầu của nó càng đậm màu
thì nó càng là giá trị và càng mắc, thì cái đó là nó cũng chỉ là một trong những cái phần đúng thôi, chứ nó không phải là đúng hết 100%. Vì là có những cái mặt kỳ nam thì nó đâu có ngã về màu đen đâu, nó ngã về cái dầu của nó ngã về màu vàng, giống như nghệ mật ong, giống như mật ong vậy, màu vàng giống như màu vàng mật ong vậy đó. Thì đây là cái lỗi trầm này là trầm VAV, thì cái gam dầu của nó rất là nặng nhưng mà nó ngã về màu vàng. Và đây là những cái lỗi trầm tự nhiên thôi, bên công ty Trầm Hương Nguyễn không có điêu khắc, chỉ là bọc thêm vàng, design thêm cho nó đẹp. Cho nên là những cái mặt dây chuyền như thế này bằng trầm hương nó sẽ không có cái thứ hai đụng hàng y chang như vậy. Vì là cái phôi trầm này nó như thế nào là công ty Trầm Hương Nguyễn bọc vàng y chang vậy. Nhìn rất đơn giản nhưng mà không đụng hàng, đúng không? Đúng rồi, còn đây là một cái mặt hàng khác cũng được, có một cái mặt dây chuyền rất là đẹp quý vị. Đây là loại trầm VAV. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn design thêm những cái vàng trắng và những cái vàng 18K và những cái mặt đá màu xanh như vậy để nó toát lên cái vẻ sang trọng cho người đeo. Và có nhiều người thì người ta cũng thích những cái màu đá nó phù hợp với lại cái mệnh của mình. Giống như là nếu mà mình đeo trầm hương không có mít vàng, không có mít màu đá thì là mệnh nào mình cũng có thể đeo được. Nhưng mà mỗi cái sản phẩm mà có mít những cái đá màu như thế này á, giống như là màu xanh này là dành cho mệnh mộc và mệnh hỏa, thì người nào mệnh mộc và mệnh hỏa thì người ta mới chọn cái design màu xanh như thế này. Đó, còn cái dây chuyền sát bên đó là cái phôi trầm nó làm sao, phôi trầm nó làm sao là bọc y chang vậy luôn và không có cái thứ hai giống y chang được. Cái hình này Khánh Hoàng nhìn thấy cái hình như là một cái hình tượng gì vậy đó ha. Khi mà nhìn kỹ lại thì biết là một miếng trầm, quý vị, miếng trầm nhưng mà nó được tạo thành do thiên nhiên đất trời ra sao mà hoàn toàn là không có sự can thiệp của con người. Đúng rồi. Cái này là nó chỉ là một cái lỗ trầm tự nhiên và cái mặt dây chuyền này là hàng chìm nước á anh. Là hàng dách lầu, là hàng mắc nhất trong các loại trầm, là thả xuống nước nó chìm, là riêng cái mặt thôi nha, còn cái dây là hàng VIP thôi, nhưng mà cái mặt này là hàng chìm nước và không bao giờ có một cái thứ hai giống y chang vậy. Và mình nhìn là cái phôi trầm của nó làm sao là bên công ty Trầm Nguyễn chỉ là đánh nhám mịn xong rồi bọc vàng lại thôi, chứ không có điêu khắc. Và cho nên là có người thì nhìn trừu tượng á, thì có người nhìn nói với em là nhìn giống như một bàn tay Phật vậy đó. Và nó không bao giờ có cái thứ hai giống như vậy được. Đúng rồi, cái độc nhất cho người. Hàng rất là hiếm, rất là quý mà rất giá trị nữa, đúng không? Rồi. Đây là cũng là mặt hàng, Khánh Hoàng đoán nha, cái này là màu đỏ, là thích hợp cho người mạng hỏa và người mạng mộc, đúng không? Hỏa và thổ. Thổ, hỏa và thổ, thì vì hỏa sinh thổ. Đúng rồi, ngũ hành tương sinh là hỏa sinh thổ. Vì là cái đó cũng là trầm núi rừng mộc tự nhiên và cũng là cái loại hàng VAV luôn, nhưng mà có cái mặt dây chuyền là màu đỏ thì hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ. Vì theo ngũ hành tương sinh là mệnh hỏa sinh ra thổ. Hỏa sinh thổ, nó sẽ tương sinh, nó sẽ gọi là, nhiều người hỏi ông Nguyễn là tương sinh là như thế nào? Dạ, ngũ hành tương sinh là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, giống như là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Đó, thì ngũ hành tương sinh thì mình đeo nó, trầm hương thì nó mang đến sức khỏe và may mắn rồi, nhưng mà nếu mà nó có thêm những cái màu đá để cho thêm những cái design nó đẹp hơn, thì mình chọn cái màu đá để nó phù hợp với cái mệnh của mình thì mọi việc gia chủ nó sẽ hanh thông hơn. Còn những cái mặt hàng dưới đây thì cũng là những mặt hàng quý, là dành cho vòng đeo tay. Đây là những cái vòng này thì có những cái trầm hương này là những cái trầm núi rừng mộc tự nhiên, nhưng mà nó cũng có nhiều loại khác nhau. Đây là những cái trầm núi rừng mộc tự nhiên và cái tùy theo cái size hạt nha. Và cái vân dầu nó là giống như anh Khánh Hoàng nhìn thấy, cái vân dầu của nó rất là đẹp. Và khi để trong hộp lâu vậy đó, anh Khánh Hoàng hửi cái mùi đã không? Mùi rất là thơm. Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa, quý vị nào có trầm, đang sở hữu trầm thật thì quý vị nên có một cái hộp để giữ cái mùi trầm. Sau khi mình đeo một ngày về đó thì mình tháo ra, mình bỏ vô cái hộp để cho nó toát cái mùi trầm ra. Đúng rồi. Cho nó giữ cái mùi lại. Giữ cái mùi trầm lại. Mình đeo thì nó ma sát vào cổ tay để nó tạo được cái độ ma sát, thì nó sẽ tứa những cái dầu trong cái hạt trầm ra, nó tạo mùi. Còn nếu mình không đeo thì mình phải bỏ vô cái hộp để mình bảo quản, chứ mình đừng có treo cái khơi, bỏ cái khơi ngoài giống như Hương Nguyễn là nó sẽ mất mùi. Nhưng trầm hương thiệt 100% nó không bao giờ nó mất mùi luôn hết á. Nếu quý vị nào đeo mà mình mồ hôi muối á, mình cảm thấy cái độ mùi nó bị giảm á, mình cứ bỏ vô hũ, mình đậy kín lại khoảng chừng 2-3 tuần lễ, mình lấy ra lại là cái mùi nó sẽ tạo trở lại. Và cái nhất nữa là mùa hè thì nó tạo cái mùi trầm tốt hơn là mùa đông. Một cái mặt hàng cũng khá quen thuộc và chúng tôi hay nói đến mà rất nhiều người mua bởi vì nó rẻ mà nó rất cần thiết. Đó là những cái lư trầm cho chúng ta đốt những miếng trầm hay là bột trầm đó quý vị. Thì chúng ta cần những cái lư này. Và cái lư này thì bằng gỗ, cái nắp bằng đồng để mà mình bỏ những cái bột trầm vào đây, mình xong mình đốt giống như vỏ trầm miếng đốt hay là nụ trầm mình bỏ vào đây mình sử dụng cũng được luôn.
Cái này là cái lư này thì nó bằng gỗ, cái nắp thì bằng đồng, còn bên anh Khánh Hoàng đang cầm thì nó bằng đồng luôn. Dạ, cái này đẹp quá. Dạ, cái đó là mình xài hoài luôn á, khi nào mà mình hư cái miếng chống cháy bên đây nè là công ty Trầm Hương Nguyễn đều tặng miễn phí cái miếng chống cháy này, cho nên là mình mua một cái hộp vậy là mình xài hoài luôn á. Dạ. Đây chúng tôi có rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Từ loại bằng gỗ tới loại bằng đồng đúng không? Dạ. Chạm và đồng. Cái này á là và cái bằng đồng này á là ở thị trường là không có bán luôn. Do là cũng là một cái người quen với chị của em là sản xuất ra cái đồng này ở Việt Nam. Dạ, là sản xuất ra nhưng không có bán lẻ ra thị trường bên ngoài. À, không bán lẻ thị trường bên ngoài. Dạ. Cho nên quý vị muốn có những cái lư trầm mà giá trị đẹp, độc đáo thì quý vị hãy đến công ty Trầm Hương Nguyễn, và đặc biệt trong cái dịp mà từ 20 tháng 11 đến 20 tháng 12 để được chương trình 20% tri ân khách hàng. Dạ. À, và một năm thì công ty Trầm Hương Nguyễn đều có tri ân khách hàng vào cuối năm. À, mỗi một năm chỉ có một tháng duy nhất thôi nha cả nhà mình nha. À, là 20% cho tất cả những sản phẩm nhang trầm, bột trầm, nụ trầm và những cái sản phẩm về trang sức trầm hương. À, còn ngoài ra ai mà quảng cáo mà lấy hình ảnh của công ty Trầm Hương Nguyễn cũng giống như là đại sứ thương hiệu của công ty Trầm Hương Nguyễn là nam ca sĩ Đan Nguyên. Vì nam ca sĩ Đan Nguyên chỉ đại diện độc quyền duy nhất cho công ty Trầm Hương Nguyễn, không có quảng cáo cho bất cứ những cái sản phẩm trầm khác hay là những cái jewelry khác. Nên là có rất nhiều người đã lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên giống như là lấy hình ảnh của Hương Nguyễn để mà quảng cáo là trầm hương mà 1 tặng 1 giảm 50% rồi là hoàn toàn là giả mạo hết nha cả nhà mình. Vì trầm hương núi rừng mọc tự nhiên là những cái sản phẩm cực kỳ quý hiếm, và những phu đi điệu trầm vào những rừng sâu rừng xa để điệu những cái lõi trầm ở thân cây gió bầu nó tạo thành. À, và đến những cái tay nghệ nhân của công ty Trầm Hương Nguyễn gia công thành phẩm như thế này á, thì 1 ký phôi hàng thô thì nó phải dụng hết 70%, nó chỉ còn 30% hàng thành phẩm thôi. Cho nên là nó sẽ không có nhiều đến mức độ mà để giảm 50% hay là 1 tặng 1. Cho nên là khi mà thấy công ty Trầm Hương Nguyễn mà để giảm 50% 1 tặng 1 là cả nhà mình suy nghĩ lại nha, đó không phải là của công ty Trầm Hương Nguyễn và họ chỉ là lừa khách hàng thôi. Và sẵn trên đây thì Hương Nguyễn cũng có nói đi nói lại rất là nhiều, vì có rất nhiều người đã bị lừa tưởng đâu là hàng đó của công ty Trầm Hương Nguyễn, nhưng mà không phải nha cả nhà mình. Và bằng cách duy nhất quý vị có thể mua trầm thật, mua đúng hàng, đúng hiệu thì quý vị hãy đến ngay với công ty Trầm Hương Nguyễn. Địa chỉ là 146 trong khu thương xá với Lộc Thọ, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Hương Nguyễn, chủ nhân của công ty Trầm Hương Nguyễn. Cái số điện thoại rất là quen thuộc đó là 714-588-9989. Khánh Hoàng một lần nữa xin giúp cho tất cả quý vị khách hàng biết được và phân biệt hàng trầm thực và trầm giả nó khác nhau như thế nào. Khánh Hoàng sẽ mời Hương Nguyễn hãy giúp cho quý vị khán giả biết phân biệt trầm thực, trầm giả như thế nào. Dạ, nếu mà nói về cái này là Hương Nguyễn chỉ nói qua màn hình thì mình có thể ít nhiều gì mình cũng nhìn bằng mắt thường thì mình cũng sẽ phân biệt được một phần nào đó. Nhưng cái điều đặc biệt nhất là mình phải ngửi giữa cái trầm giả và trầm thiệt thì nó sẽ có một cái sự khác biệt rất là nhiều, nó không giống nhau. Thì hôm nay thì Hương Nguyễn sẽ đem những cái mẫu trầm giả ở công ty Trầm Hương Nguyễn nhưng không có bán nha cả nhà mình, chỉ để ở đây để cho những ai mà chưa biết về trầm thì đến đây Hương Nguyễn sẽ chia sẻ và chỉ cho khách hàng xem những cái mẫu trầm giả trầm thật như thế nào để người ta trải nghiệm, chứ không phải là bán những cái sản phẩm trầm giả này nha cả nhà mình. Vì là hôm nay là Hương Nguyễn chỉ là chia sẻ thôi, chia sẻ những cái hàng giả ngoài thị trường rất là nhiều như thế nào và cái giá trị nó là bao nhiêu. Dạ, đây. Đây cái chuỗi đầu tiên của Hương Nguyễn đang cầm trên tay và để đây là để cho quý vị nhìn thấy. Và Hương Nguyễn cũng muốn phân tích với cả nhà mình luôn là hàng tóc giường, hàng gió giường nó xử lý là như thế nào. Nếu mà hàng gió giường, hàng tóc giường, hàng trồng cái á, mà nó đã tạo trầm rồi, người ta cũng sẽ không bao giờ đem đi xử lý như thế này. Nó chỉ là một cái thân gỗ cây gió bầu thôi, cái xới giống. Và người ta lấy nguyên cái thân gỗ đó và người ta tiện hạt ra, người ta nhuộm màu, người ta xử lý phủ keo đồ vô. Còn cái này là cái đầu tiên là cái nhuộm màu. Cái này là gọi là hàng tóc giường, hàng gió giường đã qua xử lý màu nha. Có nghĩa là họ nhuộm màu mùi của hóa chất. Thì nhìn gần lại á, thì Hương Nguyễn xây cho cả nhà mình xem. Khi mà cái trầm mà nhuộm á, là nó sẽ nhuộm một bên và một bên nó nhuộm là mất luôn cái vân gỗ nè. Và một bên nó còn trừ vân gỗ nè. Nếu mình xây đúng chiều nó cũng có một kiểu một thôi. Đó, và cái quan trọng nhất là cái độ ngửi mùi. Và cái hai nữa là cái hàng nhuộm này mình đeo nó sẽ bị chóc. Còn nếu như cái trầm mà trầm núi rừng mọc tự nhiên mà màu nó sậm cỡ này, cái dầu nó cỡ này thì giá trị nó không hề rẻ và nó không có nhiều. Và cái nữa là mình càng đeo nó càng đậm màu, nó càng bóng chứ nó không có bị chóc màu giống như những cái hàng nhuộm. Khánh Hoàng xin tóm lại một lần nữa là chúng ta thấy mặc dù nó mẫu mã thì cũng y chang những cái mặt hàng kia, nhưng mà khi mà như là Hương Nguyễn phân tích, quý vị nhìn kỹ là quý vị thấy từng hộp nó hầu như nó giống nhau. Và mình nghĩ nó là thơm nhưng mà nó rất là nồng.
Dạ, cái mùi nó khó chịu. Hương Nguyễn đang cầm trên tay đây là hàng tóc giường, hàng gió giường, người ta xử lý màu là hàng nhuộm ha. Và cái này là vừa nhuộm mà vừa phủ keo. Và anh Khánh Hoàng nhìn thấy nè, nó đốm 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 vậy nè. Và mình đeo nó cũng sẽ chốc. Đó. Đó, nó phủ keo cho nên là không có cái gỗ nào mà mình cầm lên mà đúng nó nghe rồi. Vậy trơn. Nó giống như là bằng đá là bằng dạ, gì đúng vậy. Rồi, đúng rồi đó. Và anh đúng cái rồi. Mùi nó hửi lâu thì nó cũng nhức đầu. Dạ. Mà nếu mà quý vị mua thực mà ở ngoài chợ bán thì chỉ mấy đồng một chuỗi thôi. Chứ nó không được sánh giá trị bằng những cái trồng thực nha quý vị. Dạ. Đây những cái sản phẩm này từ cái hàng nhuộm cho tới những cái hàng phủ keo, hàng tóc giường, gió giường, phủ keo và nhuộm màu như thế này thì cái giá trị nó tầm khoảng 8-10 đô hoặc trên 10 đô một sợi à. Người ta có thể bán mình mấy trăm đô. Và tại vì mỗi lần mà người ta cứ muốn đậm đậm đen đen mà mua mấy trăm đô là dễ mua lầm những cái hàng này. Đó, còn đây là hàng phủ keo nè, đó, hàng phủ keo màu. Đó là đây là tất cả những cái hàng này là đang là hàng nhuộm. Hai cái này là hàng nhuộm, còn cái này là phủ keo màu. Và thêm một cái loại hàng nữa là người ta cũng rất là dễ lầm, đó là hàng nấu dầu. Đây là hàng nấu dầu. Dạ, hàng nấu dầu thì wow. Nó sẽ nặng hơn. Và mình đeo nó cũng sẽ chốc. Và cái hàng nấu dầu á, nếu mà quý vị nhìn kỹ lại á, thì nó khi mình đưa cái hạt chầm lên như thế này nè. Thì nó nấu dầu rút cái sợi chầm vào trong cái lỗ và mình đeo thời gian nó lởm chởm như trang như cái tổ ong vậy đó. Dạ, chứ nó còn nếu mà đen mà đậm màu mà hàng thiệt như thế này thì nó rất là mắc và anh nhìn nó cũng giống nhau và hàng ngàn chiếc nó giống nhau. À. Dạ, nó tại không, vì nó như cái hộp hoàng. Đó, như hộp nó giống nhau hoàn dạ, toàn quý vị. Nó giống nhau. Bởi vì nó là một cái khuôn nó nhập ra dạ, thôi. Đúng rồi, dạ. Dạ. Cái nó làm ra thôi. Đó là cái hàng này là người ta cũng làm rất là nhiều, cái đó là hàng nấu dầu. Thì có người ta nói đánh lừa khách hàng thì người ta nói là hàng nấu cao. Rồi người ta nói hàng này là hàng vô dầu, giống như là cũng là một cái cách dùng từ thôi. Dạ. Còn có người thì người ta không chịu nó là hàng giả mà người ta nói nó là hàng đã qua xử lý. Dạ, nhưng mà cái người mua người ta không am hiểu nhiều thì người ta sẽ nói là ồ, cái hàng qua xử lý là người ta hiểu được là xử lý là tiện hạt thôi. Chứ người ta không nghĩ là xử lý màu với mùi của hóa chất vào. Người ta chỉ nói là ô xử lý là nguyên cái phôi hàng thô rồi nó xử lý thành cái chuỗi. Đúng đó rồi. Cho nên là cái người mua người ta rất dễ bị lầm tưởng với những cái từ mà người ta nói mà mình không có hiểu rõ về những cái từ đó. Và đây cái hàng này là ở ngoài thị trường rất rất là nhiều. Tiếp theo là cái loại hàng này là hàng sánh chìm sánh ghép. Dạ. Okay. Thì cái hàng sánh chìm sánh ghép này là Hương Nguyễn phân tích là nó cũng có mùi và màu của hóa chất và nó có keo. Đó. Thì cái hàng tại sao gọi là sánh chìm sánh ghép? Thì nó là cái hàng mà chìm nước tự nhiên á quý vị, mà hàng dách lầu mà chuỗi 108, 8 ly như thế này á thì cực kỳ hiếm và giá nó không dưới 50.000 đô. Và còn cái này là sánh chìm sánh ghép thì người ta sẽ dễ bị lầm tưởng với cái hàng núi rừng mà chìm nước tự nhiên. Người ta cứ nghĩ là chìm là hàng mắc, là hàng dách lầu. Nhưng mà cái này là nó chìm nước là hàng sánh chìm sánh ghép chứ không phải là chầm chìm nước tự nhiên. Đó, cho nên là nó sẽ dễ bị nhầm tưởng. Nhưng cái hàng sánh chìm sánh ghép này là mình nhìn nó rất là dễ rõ. Đây, nó bóng nó đây. Không có chất gì là gỗ đó quý vị. Dạ. Và không cái là nữa gỗ. Là anh Khánh Hoàng biết sao không? Mình xây đúng chiều nó có một kiểu một. Đây, mình xây đúng chiều nó có một kiểu vân gỗ. Nó xoắn xoắn lại với nhau nó có một kiểu vân gỗ. Vì là giống như là một cái miếng chầm sánh rất là mỏng để người ta làm quạt chầm này kia nọ. Vì cái miếng chầm sánh đó mình không có tiện hạt được, nó rất là mỏng. Là cái hàng do con người trồng cấy gọi là chầm sánh. Thì người ta sẽ lấy cái miếng chầm sánh đó, một miếng mỏng như vậy, xong một lớp là người ta dán keo, dán ống nước, người ta dán vào. Và một lớp là màu và mùi của hóa chất. Rồi cứ một thêm một lớp chầm sánh, nó cứ theo lớp như vậy. Là nó trở thành một cái khối gỗ lớn, giống như một cái ván ép vậy đó. Xong bắt đầu người ta tiện ra thành hạt. Cho nên là mình nhìn mỗi hạt nó đều xây, mình xây đúng chiều nó đều có cái hình xoắn ốc giống nhau hết. Nó không có khác nhau. Dạ, đó. Và đây là những mặt hàng giả, không phải là họ muốn làm giả, nhưng mà thực sự họ làm những loại này cho những người mà không thực sự chơi trầm. Yeah. Nhưng mà những người mà con buôn đó họ mua về là họ mạo nhận đó là trầm thực. Yeah. Và họ tăng cái giá trị nó lên cả mấy trăm đô. Yeah. Nhưng mà thực sự giá trị thực sự của nó chỉ có mấy chục đô mà thôi. Và cái nữa là cái điều đặc biệt nữa ở chỗ là nếu như mình nói trầm giả thì người bán sẽ phản ứng. Dân trong nghề sẽ không gọi nó là trầm giả mà sẽ gọi nó là hàng sánh chìm sánh ghép nè, gọi nó là hàng tóc giường, hàng gió giường đã qua xử lý. Người ta dùng từ đó, cho nên là chừng nào mà người ta lấy cái gỗ tạp á, người ta làm luôn thì người ta mới chịu là trầm giả. Còn người ta vẫn lấy từ cái thân cây gió bầu mà hàng do con người trồng cấy đó, họ vẫn lấy từ cái thân cây gió đó để họ xử lý thì họ vẫn được gọi nó là trầm, nhưng mà đã qua xử lý hóa chất và mùi và màu. Cho nên là khi mình mua trầm á, cả nhà mình đừng hỏi người ta là phải trầm giả hay là trầm thiệt. Mình phải hỏi là cái hàng này phải là hàng zin 100% hay không. Bởi vậy chúng ta thấy là mặt hàng trầm không đúng trầm á, ở ngoài thì rất là nhiều.
Nhưng mà trầm thực ở ngoài rất là hiếm, đó là cái giá trị của trầm thực. Cho nên quý vị muốn biết trầm thực, trầm giả thì chỉ có đến gặp Hương Nguyễn và công ty của Trầm Hương Nguyễn thì quý vị mới có thể nhận biết được trầm thực, trầm giả. Và chỉ qua một vài lần thì quý vị sẽ có được cái kiến thức và quý vị sẽ biết được và quý vị sẽ không bị nhầm lẫn trong tương lai sắp tới. Cái này là trước tiên là để cho coi trước, xong rồi bắt đầu sau đó em mới cho khách ngửi mùi, ngửi từ cái trầm thiệt qua cái trầm giả nó như thế nào. Đúng đó rồi. Cái này là hàng nhuộm ha, cái này là trầm thiệt, đây là cái chuỗi thiệt nha cả nhà mình, đây là cái chuỗi hàng thiệt, là hàng zin 100%, và để mọc chỉ là đánh nhám mịn thôi, gia công hạt xong đánh nhám mịn chứ không có xử lý bất cứ gì vô cái hạt trầm hết. Và mỗi cái sản phẩm trầm hương mà hàng thiệt bên công ty Trầm Hương Nguyễn, trầm tự nhiên đều phải có giấy tờ như thế này. Ví dụ một cái sản phẩm đó là nó phải có cái giấy là hàng zin 100%, không có tạp chất và hóa chất. Và có mít với vàng gì là phải có thông tin đầy đủ là vàng 18 hay là vàng 24, cân nặng của nó bao nhiêu gam, sai hạt bao nhiêu ly là phải có đầy đủ trong đây. Dạ. Còn tất cả những cái sản phẩm mà hàng còn lại là người ta nói hàng nào mà của công ty Trầm Hương Nguyễn là cả nhà mình cẩn thận nha. Vì là có rất nhiều người vào đây quay review tiệm Hương Nguyễn xong rồi thời gian lấy trầm nguồn ở đâu đâu bán, cái người ta cái hiểu lầm là trầm bên công ty Hương Nguyễn là không có đúng. Và cái này mình xem qua màn hình thì thật sự nó cũng rất là khó. Nếu quý vị nào mà có thời gian mình cứ đến ngay tại Mall Phước Lộc Thọ công ty Trầm Hương Nguyễn để Hương Nguyễn phân tích và cho quý vị trải nghiệm những cái trầm thật, trầm giả nó như thế nào. Thì đây là anh Khánh Hoàng nhìn đây là hàng thiệt nè. Đó, thực sự á, nếu mà không nghe Hương Nguyễn mà giải thích và cho phân biệt thì thực sự một người bình thường rất là khó nhận biết. Thì thấy cái này đẹp đẹp, nó cũng đen đen, nhìn cái hàng sáng giả sáng đẹp hơn nữa. Da hình này nó bắt màu, nó có nhiều màu nè. Còn mình này mình nhìn nó thô quá, nó giống như là một cái miếng gỗ bình thường nha. Nhưng mà thực sự đây mới là trầm thật quý vị. Đó, cái gì mà nhìn bình thường nhất cái đó mới thực sự là hàng thật. Và khi mà chúng ta hửi thì chắc chắn mùi này sẽ khác. Đó, cái đó mùi là anh, cái đó là anh ngửi từ từ thôi ha, xong em đưa qua mùi hàng nhuộm. Nó thông lên trên ốc luôn đúng rồi, không? Dạ, nó thông thông lên và nó nhẹ nhẹ. Và anh hửi qua cái hàng nhuộm nè. Wow. Đó, anh thấy nó khác liền không? Nó nồng lắm quý vị, nó nặng mùi lắm nhưng mà nó không có lên. Không có thông lên, dạ, nó không lên thông, dạ. Nó sẽ nghẹt ở đây. Đúng rồi. Cái này nói khó tin lắm quý vị. Quý vị chỉ ra ngoài tiệm và quý vị thử ngửi thực sự á thì quý vị mới cảm nhận nó khác, đúng rồi. Cái mùi này có mùi thơm thiệt á, có mùi thơm thiệt đó nhưng mà đó cái mùi giả nó vậy đó. Đó mà khi quý vị họ ngửi cái thật á thì quý vị sẽ thấy nó khác. Wow, nó dịu hẳn. Dạ, đúng rồi, nó dịu hẳn nó và dịu, nó nhưng giúp mà mình nó lên trên cái đảo của mình đó quý vị. Cho nên giúp cho chúng ta được cái tâm hồn thư thái sảng khoái là chính nhờ chúng ta chọn đúng cái trầm thật nha quý vị. Vừa rồi Hương Nguyễn vừa gửi tới quý vị cách phân biệt làm thế nào để mà phân biệt trầm thật, trầm giả. Cho nên quý vị nên cẩn thận và quý vị biết chắc chắn là trầm nó trầm thật hay trầm giả thì quý vị hãy gọi ngay cho công ty của Trầm Hương Nguyễn. Số điện thoại rất là dễ nhớ là 714-588-9989. Và một điều nữa Hương Nguyễn muốn nhắn nhủ đến quý vị là tại vì có rất nhiều người chưa biết về trầm thì cứ nói là ủa trầm tại sao nó mắc vậy. Có nghĩa là công ty Trầm Hương Nguyễn là có bán hai dòng sản phẩm, một loại là do con người trồng cấy thì giá nó từ 100 mấy chục đô cho tới 300 mấy chục đô. Còn cái trầm mà núi rừng mọc tự nhiên ở hoang sơ hoang dã đó cả nhà mình thì cái giá trị nó là từ 400-500 đô trở lên. Vì là quý vị biết sao, để mà có được một cái chuỗi trầm như thế này nè là công ty Trầm Hương Nguyễn mua những cái phôi hàng thô á, những cái lỗi trầm rất là nhỏ ở trong thân cây gió bầu nó tạo thành. Chứ nó không phải nguyên cái cây trầm như người ta tưởng tượng nha. Vì người ta hay nói cái câu là trong đau thương gió biến thành trầm. Và những cái lỗi trầm đó qua những phu đi điệu trầm và đến những tay nghệ nhân của công ty Trầm Hương Nguyễn gia công thành những cái chuỗi như thế này. Và một ký hàng thô nó phải dụng hết 70%. Và 70% hàng dụng này là công ty Trầm Hương Nguyễn xây ra để làm nhang trầm, bột trầm và nụ trầm. Cho nên là tại sao một cái chuỗi trầm núi rừng mọc tự nhiên mà cái giá nó giá thành nó cao. Thì thường người ta hay nói câu là cái gì mà rẻ là không thật, mà đã thật là không rẻ. Cho nên là mình phải, khi mình mua trầm thì mình phải tìm hiểu rất là kỹ. Hy vọng cái clip này sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn và có sự cẩn thận hơn khi mà chúng ta bắt đầu bỏ tiền ra để mà sở hữu cái một cái vòng trầm. Bởi vì khi mà chúng ta sở hữu không đúng vòng trầm đó thì sẽ mang lại rất nhiều điều tai hại. Thứ nhất là chúng ta mất tiền, mất tật mang nè. Rồi chúng ta bị nhiều khi mình đeo không đúng trầm thật đó quý vị, sẽ dễ bị dị ứng cái da. Và cái mùi hóa chất nó cũng độc hại. Cho nên mong rằng tất cả quý vị hãy luôn ủng hộ hàng thật để chúng ta được nhiều cái lợi cho bản thân của chúng ta.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, Khánh Hoàng và Hương Nguyễn vừa mời quý vị tham quan một phòng công ty Trầm Hương Nguyễn ở tại Thương Xá, Phước Lộc Thọ. Mong rằng tất cả quý vị khán giả có thể tận mắt chứng kiến những món hàng trầm thực ở tại công ty Trầm Hương Nguyễn nhân dịp tri ân khách hàng vào ngày 20 tháng 11 và ngày 20 tháng 12, 20% cho các khách hàng đặc biệt. Dạ, đây là những cái thời điểm tốt nhất để tất cả anh chị em, cô chú và bạn bè mình có thể mua tặng cho bạn bè, người thân với những mẫu trang sức trầm thực mang đến giá trị thật và sức khỏe thật. Trầm thực 100% đến với ngay công ty Trầm Hương Nguyễn nằm tại miền Nam Cali trong khu Thương Xá Phước Lộc Thọ. Và để kết thúc chương trình của công ty Trầm Hương Nguyễn, vẫn với câu slogan quen thuộc của công ty Trầm Hương Nguyễn, đó là Trầm Hương Nguyễn, sức khỏe, may mắn và đẳng cấp của bạn. Đăng Nguyên cũng xin cảm ơn chị Trầm Hương đã mời Đăng Nguyên làm đại diện cho thương hiệu Trầm Hương Nguyễn. Vừa qua thì có rất là nhiều người coi như là giả mạo để mà lấy hình ảnh của Đăng Nguyên để mà quảng cáo cho những cái sản phẩm công ty khác. Nhưng mà đây Đăng Nguyên cũng muốn đính chính với mọi người, Đăng Nguyên chỉ duy nhất đại diện cho thương hiệu ở công ty Trầm Hương Nguyễn mà thôi. Và cảm ơn nam ca sĩ Đăng Nguyên là đại sứ thương hiệu của công ty Trầm Hương Nguyễn. Và sẵn dịp hôm nay thì Hương Nguyễn có một tin để báo với lại quý vị khán giả và cũng như là những khách hàng mà đã yêu thương công ty Trầm Hương Nguyễn những năm vừa qua. Vì là công ty Trầm Hương Nguyễn là không bao giờ giảm giá nha quý vị nha. Vào tại Mo Phước Lộc Thọ mua đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hay là tại Việt Nam ở Sài Gòn, quận Gò Vấp mua vẫn đúng giá niêm yết. Nhưng mà mỗi năm thì công ty Trầm Hương Nguyễn có tri ân khách hàng một lần duy nhất trong năm, đó là 20 tháng 11 cho đến 20 tháng 12 là một tháng duy nhất sẽ được tri ân khách hàng 20%. Mỗi năm là chỉ có một lần thôi, cho nên là mình nhanh tay để mình chọn những cái sản phẩm cho mình và cho chính bản thân mình hoặc là người thân, người nhà của mình, cho những cái sản phẩm Trầm Hương thật 100% mang đến sức khỏe và nhiều may mắn cho người sử dụng. Và số phone của Hương Nguyễn là 7145889989, một số phone duy nhất thôi cả nhà mình nha. Trước khi mà Đăng Nguyên đại diện cho những cái thương hiệu gì thì Đăng Nguyên cũng phải rất là kỹ càng. Tại vì khi mà mình đại diện á, mình phải thích, mình phải dùng, mình phải coi tất cả mọi thứ nó đều như thế nào đã. Rồi mình mới đem đến giới thiệu cho tất cả mọi người. Thì quý vị cũng là nên nhớ rằng là Đăng Nguyên chỉ đại diện cho một mình công ty Trầm Hương Nguyễn mà thôi. Thì quý vị muốn mua thì gọi về cái số của chị Trầm Hương để mà mua những cái Trầm Hương gọi là 100%. Để mua được Trầm Hương 100% thật thì quý vị hãy gọi về số 7145889989. Thưa quý vị, tin vui đã đến rồi. Đây là cơ hội được giảm giá và được mua hàng Trầm Hương thật 100% và được đến 20%. Một cơ hội lớn nhất trong năm và quý vị đã chờ trong suốt cả gần một năm qua. Một năm lại đến, một năm lại đến. Và đây là cơ hội chúng ta mua được các sản phẩm Trầm Hương, Trầm Hương núi rừng tự nhiên và cũng như Trầm Hương hàng trồng cấy, hàng thật, hàng 100% và được 20% off bắt đầu từ ngày 20 tây tháng 11 đến ngày 20 tây tháng 12 cho năm 2023. Và công ty Trầm Hương Nguyễn là một năm chỉ có tri ân khách hàng một lần duy nhất vào ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12. Chứ còn ngoài ra tất cả những ngày trong năm đều không có chương trình giảm giá hay là mua một tặng một hay là hai tặng một gì đó, là toàn bộ là giả mạo hoàn toàn nha cả nhà mình nha. Vì công ty Trầm Hương Nguyễn một năm chỉ tri ân khách hàng một lần duy nhất cho tất cả những cái sản phẩm 20%, cho tất cả những sản phẩm chỉ riêng Kỳ Nam và Trầm Chìm Nước tự nhiên là không được giảm. Còn tất cả những cái trầm từ hàng thấp cho tới hàng trung cho tới hàng VIP đều được giảm 20% trên tổng cái giá trị sản phẩm. Và cả nhà thân thương của mình ơi, hãy gọi ngay cho Trầm Hương Nguyễn để mình được mua trong một cái thời gian công ty Trầm Hương Nguyễn tri ân khách hàng được 20%. Và một năm chỉ có một lần duy nhất. Đúng thôi rồi, dạ. Và một năm là chỉ cho công ty Trầm Hương Nguyễn, một năm là thời chỉ thời gian của mình là ngày 20 tháng 11 đến 20 tháng 12 và một năm chỉ có một lần duy nhất công ty Trầm Hương Nguyễn. Dạ đúng như vậy. Và quý vị đang rất là đợi chờ báo đúng không? Tiếng biết rất nhiều các anh chị đã đến nói là tôi muốn đặt một sợi dây chuyền này, tôi muốn mặc dây chuyền này, tôi muốn cái vòng này, tôi muốn hàng 14 ly, 16 ly, tôi muốn hàng VIP và tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Và nó được 20% chưa? Dạ chưa, nhưng bây giờ đã đến lúc quý vị sẽ được 20%. Quý vị đang muốn đặt thiết kế cũng được luôn nha. Chúng ta tranh thủ được đặt thiết kế theo ý của mình và được đến 20%. Một lần nữa mà đây là cái mùa đặc biệt giảm giá lớn nhất trong năm, chỉ có một lần, một năm một lần mà thôi, cho năm 2023 bắt đầu từ ngày
20 tây tháng 11 đến ngày 20 tây tháng 12 năm 2023 để được mua hàng, đặt hàng và để biết thêm về thông tin bắt đầu giảm giá ngay từ hôm nay đối với công ty Trầm Hương Nguyễn. Xin mời quý vị gọi về số phone đó là 714-588-9989. Dạ, và công ty Trầm Hương Nguyễn là vẫn có chương trình tri ân khách hàng 20% là tại Việt Nam và Mỹ luôn nha cả nhà mình nha. Có nghĩa là hai công ty là hai nơi đều là cùng một công ty, cho nên mình sẽ tri ân khách hàng 20% cho tất cả sản phẩm là chỉ có một năm một lần duy nhất. Là ở Việt Nam cũng sẽ được giảm và ở Mỹ cũng sẽ được giảm y chang vậy luôn. Nhưng mà một năm chỉ có một lần duy nhất thôi. Dạ. Một năm một lần, và gọi ngay về đó là 714-588-9989. Thưa quý vị, hôm nay Ngọc Huyền thật là hạnh phúc để được chia sẻ đến quý vị về Trầm Hương. Và Ngọc Huyền được biết Trầm Hương qua Trầm Hương Nguyễn, Trầm 100%. Nhờ Trầm Hương, khi mà Ngọc Huyền sử dụng, Ngọc Huyền đã nhận được tài lộc, may mắn cả trong công việc làm ăn và thuận hòa trong gia đình. Khi tìm hiểu sâu hơn về Trầm Hương thì Ngọc Huyền lại cảm nhận được Trầm Hương kềm chế được cảm xúc của mình, giúp cho mình bớt nóng giận, giúp cho mình luôn hòa nhã trong công việc làm ăn, trong gia đình, và dùng cái trái tim từ bi hỷ xả đối với mọi người. Quý vị, khi mà Ngọc Huyền đeo cái vòng Trầm Hương này nè quý vị, da chạm nhiều với da thịt của chúng ta thì Trầm Hương toát ra mùi hương, giúp tinh thần luôn sảng khoái, minh mẫn, giảm stress trong công việc, cuộc sống hàng ngày. Quý vị ơi, còn một điều mà Ngọc Huyền muốn chia sẻ nữa, đó là mẹ Ngọc Huyền, bà rất tin tưởng và đặc biệt là rất tin yêu hàng của công ty Trầm Hương. Bởi vì hàng chính hiệu khi bà đeo vào đó, giúp cho bà sảng khoái tinh thần, vui vẻ hòa nhã. Đã vậy, bà để Trầm Hương dưới gối ngủ của mình, giúp cho bà một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ ngon, bình an hạnh phúc ngay cả trong giấc ngủ. Trầm Hương là một loại phong thủy rất là đặc biệt, xua đi tà khí, xua đuổi đi những điều không may mắn, những rủi ro, để đem đến tài lộc thịnh vượng đến cho chúng ta. Chính vì vậy, một lần nữa Ngọc Huyền chân thành cảm ơn Trầm Hương Nguyễn, đặc biệt là công ty Trầm Hương đã giúp cho gia đình Ngọc Huyền, và Ngọc Huyền nhận được thấy sự lợi lạc trong cuộc sống qua Trầm Hương. Quý vị ơi, khi mua Trầm Hương, nhớ hãy đến với Trầm Hương Nguyễn để được sử dụng hàng thật 100% nha. Cảm ơn Trầm Hương Nguyễn. Xin chào cả nhà. Hôm nay Phùng Huy rất là vui, tại vì có một cái thông tin rất là đặc biệt dành cho quý vị. Đặc biệt nha quý vị, đặc biệt nha. Một năm là chỉ có một lần duy nhất thôi, bên Trầm Hương Nguyễn sẽ có chương trình giảm 20% cho tất cả những sản phẩm về Trầm Hương, chỉ trừ Kỳ Nam và Trầm Hương Chìm Nước thì không có giảm nhau quý vị nha. Quý vị, tại vì sao? Ngay mùa lễ này á, là gần tới, quý vị biết, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12. Chỉ duy nhất một tháng giảm giá, một năm chỉ một lần thôi nha quý vị nha. Chúng ta nên tranh thủ cơ hội này, mùa lễ Giáng sinh, mua quà tặng cho gia đình, bạn bè, người thân. Quý vị biết hồi năm ngoái, quý vị có những người bạn mua Trầm nha quý vị, Giáng sinh không tặng. Biết sao không? Tết ta mới tặng. Đó, tại vì Giáng sinh không, gần tới Tết ta mình tặng cho ông bà, cô chú, đặc biệt là thường Tết đó quý vị. Đây là một dịp cơ hội chúng ta tặng cho sư thầy trong chùa. Đó, rất là những quà đặc biệt luôn. Mà đặc biệt là quý vị, là một năm chỉ giảm có một lần duy nhất 20% cho tất cả những sản phẩm về Trầm Hương luôn. Nhớ nha, chỉ trừ Kỳ Nam và Trầm Hương Chìm Nước quý vị nha. Có hai chi nhánh
một chi nhánh bên Mỹ, một chi nhánh tại Việt Nam, thì có hoàn toàn là địa chỉ cùng với số phone luôn. Nếu ai cần tất cả những sản phẩm gì và đặc biệt muốn tìm hết tất cả những sản phẩm gì, chúng ta lên website là trầmhươngnguyễn.com hay lên YouTube và Facebook bấm là Trầm Hương Nguyễn. Nhưng như quý vị nhớ nha, Trầm Hương Nguyễn có dấu như vậy nha. Rồi, và đặc biệt là Trầm Hương Nguyễn là hàng 100% là hàng zin. Nếu mà ai mà mua về nói mà hàng này hàng là không đúng, không phải đền gấp đôi nữa, đền gấp 10 lần luôn để đảm bảo uy tín và chất lượng cho quý vị. Quý vị còn chần chừ nữa, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta mua tất cả những sản phẩm bên Trầm Hương Nguyễn. Đặc biệt một năm chỉ có một lần duy nhất thôi. Và từ ngày 20 tháng 11 tới ngày 20 tháng 12, tranh thủ mà chúng ta cần những sản phẩm gì, hãy liên lạc liền với Trầm Hương Nguyễn nha quý vị nha.